Hai kéo hả? Hôm nay đi kéo cá lòng tông các bạn ơi. Tốn kéo hả? Đừng có đuổi quá. Sợ nheo cho bơ, dữ lắm luôn nè. Này, dữ lắm luôn nè. Ốp cây cho mát quá à. Nghĩa nè. Vừa qua gốc cây ốp vô đi. Này không có tùng nó dội không? Mua tới lưới là thất bại rồi. Rồi đó, còn chó xiết tới chó, xiết tới chó. Chó xiết tới, ừ. Mạnh vô, đuổi đắng nghe, đuổi đắng nghe, ừ. Ừ, vậy đó, ừ. Kìa, phúng sống sống phóng rồi kìa, nó. Ôi. Ôi, ơi, trắng luôn. Vậy đó mới đã đó. Cái thùng đâu? Thùng đây. Thích thùng lại. Trời ơi. Ồ, gì mới yên rồi, thấy không? Trắng con cho kìa. Ba lưới rồi. Cái cục phi con luôn kìa. Rửa nó cái nghe. Không không? Nó làm đây đặc biệt rồi. Gì vậy? Dạ. Con làng không. Ôi, lão tới đảo lương thôi là nó hết luôn. Không quên đem gỗ thấy không? Ừ, đem gỗ xúc tép nữa kìa, thấy không? Quá rồ, con mẻ nhiêu thôi cái đồi nữa. Trắng con chân các bạn ơi. Ừ, phi con nhóc chân trời. Ít vô phi con chứ. Rồi rồi, dùng lá hát vô luôn đi. Dùng lá hát vô. Vô hát vô. Dài mẻ. Rồi, dục xuống cho nó đi. 100.000 một ký đó, rẻ lắm. Né cây trước mặt đó hậu ơi. Dịch cây nó vô rồi, đi lẹ lẹ, cái hồng tông đi lẹ lẹ. Hậu chó đi trước đi, hậu chó, xiết trước chó. Nằm mày ốp qua đây nè. Lưu bự phải mình thêm 3-4 thước nữa là cái chỗ này mày ốp một cái thôi, mẻ một. Xiết vô. Kệ nó. Ừ, xiết vô luôn, sát cho mé luôn. Dỡ cái coi, trắng con không? Ồ, làm gì bé hoài á. Kìa, đưa thùng chút vô luôn. Đi cho nhanh á, cái lòng tông hai mày đi nhanh á. Đi lẹ lẹ cho. Ốp vô luôn, ốp ngay cái sòng khay nè. Thẳng luôn đó, cho lên bờ luôn. Sát cái bờ luôn. Ừ. Ừ, rõ lưới này mới nhiều nè. Thấy không? À ơi kìa. Trắng luôn. Má nào đem cái gỗ theo. Lấy cái lỗ gỗ cái xúc cái rồi thấy không? Hay vậy thất bại. Rồi đưa thùng xuống đi, đổ vô luôn. Ừ, đưa vô gió kìa. Đứng đây xuống đây cho gần nè. Ôi mẹ này trắng con cho mày. Này chạy này mà lứ dính nhiều hơn cho mày gỡ. Vũ mệt luôn. Ông tẩm hổ lấy. Đổ hết đó. Ôi mẹ này nhiều nè, mẹ này ngon nè. Này trắng con luôn. Ừ. Quá trời vô rồi. Sao đâu hả? Sao? Mạnh vô. Xiết vô đó, này nhiều nữa nè. Hậu vô kìa. Quá trời luôn rồi. Thằng ơi. Kệ xúc vô đây. Con quái giặt nằm đây không nữa. Con quái giặt nè. Quên không đem cái gỗ theo. Xúc ngạo cái một đưa vô rồi. Lấy hồn đúng không? Trời ơi, trời cá con con. Chạy cao lên. Ừ, nó kìa, chó hốt kìa, thấy không? Ừ. Chó này hay nè. Nuôi chó này không tốn tiền cơm nè.
Dạ cao lên. Dạ cao lên. Ừ. Đó, dạ nước, cao lên. Không mà nước đi. Dạ không mà nước đi cho nặng hết vậy. Ừ, thấy không? Quá trời đã luôn. Rồi. Dạ cao lên không nước. Ừ. Cho chó này mà mua Phú Quốc về không khôn thì được. Chân ngược lại gì qua bãi luôn. Nhanh tới luôn, nhanh tới luôn. Cho gió chạy xiết gió. Gió chậm rồi. Xiết tới đây, ừ xiết tới đây. Nó dội lại cái đầu nó ấy lắm. Đó. Đó, thấy không? Cái này nữa. Này nữa chén. Đi gạo lên. Rồi, giơ lên, giơ lên. Nè, cầm cái nữa. Gần nữa thùng luôn rồi, ông ngồi ơi. Ít chứ, mau chứ sợ không? Đâu có lỗ tiền lứ. Đủ, đủ, đủ vốn đủ lời rồi. Trắng con chứ kìa. Phải gì hậu nó bán phải rồi. Rồi trả lại đi. Rồi đánh dài lại. Rồi ấp vô, tháng lẹ ấp vô. Ừ, nhanh tới luôn. Mẻ luôn. Đậm nó là nó hơi khôn rồi. Đó, cũng được. Cũng được, cũng được. Bớt lại gác ra cái hào. Ít, nó xuống tới đất luôn vậy đó. Gu phi non, hết hồn gu phi non luôn. Gá, gá, gá. Rồi, cái khấu nữa kìa. Cái lóc còn không kìa? Lóc đâu? Cái bóng gì lóc? Lóc đó. Lóc vô luôn. Ồ, hay ta. Kiếm này mẹ đó rồi. Kiếm mày mẹ nó rồi. Bớt bớt bả bả ra chó. Bả lấy bả bớt. Con nằm xuống nước cái đi. Lũ đó đây. Mình kéo nhiêu đây chứ mày dăng lưới hả mày vũ mệt nghỉ. Mình gặp ba cái lưới nhuyễn mày gỡ từ con. Lưới gạt mình dăng với nhà mày. Ừ. Ây ôi là trời. Nhanh đi, nhanh luôn, nhanh tới luôn, nhanh tới luôn nào. Chậm lắm rồi đó. Lòng tông mình phải đi lẹ mới được. Ôi, ê, ê, ôi, giời, vô. Trời bá luôn kìa. Gà già đó. Đi quá già. Nè, nghe. Vũ phi bự. Nghe nghe. Nè. Kìa kìa bỏ vô vô. Nè. Tàu. Tàu rồi. Thấy tàu lao tao nói rồi đó. Đái luôn kìa. Nè. Trời bá luôn kìa. Bỏ vô đi bỏ vô. Nè hốc ơi. Đưa hốc đi. Cái mạnh gậy mà luôn tôi mà luôn gậy chú nhỏ gậy quan hòa cái chú nhỏ kia quá chịu chú nhỏ kia móc được rồi dính nữa hả xạo mày bỏ vô mày. Cái đây nè. Đâu? Nè. Xạo. Để vô. Để vô. Bỏ đi quay. Tới đi, tới đi. Nè, chú coi cầm. Cái nhảy kìa. Cái gì? Cái gì nhảy đó. Cú phi gì vậy? Đi nhanh nhanh đó, đi nhanh đi, tới đây ấp luôn. Bóp ấy kìa. Chú Hai, chú Hai. Dạ. Chú Sáp. Ê, ôi, ôi, ôi. Gì vậy? Ôi, cái lóc gì vậy? Hay ta? Động vô hang ha. Lên đây. Bả dữ rồi.
Ồ, cũng được đó. Để hốc luôn à. Hốc luôn, hốc luôn. Nửa thùng còn gì nữa. Cá lóc bẻ đầu đi, nhảy đó. Bẻ cổ đi. Bẻ ngang cho nó chết đi. Bẻ ngang con cút á, nhảy. Tao nói nó nhảy nè. Tao nói ăn nó nhảy nè. Tao nói nó nhảy nè. Nó, tao nói nè, tao nói nè, tao nói nè. Tao nói nè. Bằng bị đau này nhà đó với ta. Giỡn này, giỡn đi. Tao nói rồi nữa mà nó cãi tao. Nó kêu bẻ cổ mà. Cá lóc xuống sông mò. Mày mày dính được đó, mày muốn gì tao mua đấy. Con cá dầu vuột nhổ ừ. Bay ra chùm. Rồi gặp. Rồi gặp nữa nè. Cái gô vô luôn vậy đó hả? Gặp chuột vậy cái gô luôn. Ngày quá tài. Rồi tới cái nữa đi. Được đây, cho chạy luôn đi, cho chạy luôn đi. Xiết ra gió rồi, xiết ra gió rồi. Mày lẻ lẻ mới được. Này hơi nhỏ chứ phải cài hơi cái lưới hơi bự chút nữa ngon dữ lắm rồi. Ồ, rồi đem lên luôn. Mẻ cuối luôn các bạn ơi. Cũng được nhúm. Rồi vô 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 lấy cái đó ra đi, để đắt không à. Dở lên đi, nửa thùng rồi các bạn ơi. Gió dịnh hai đầu lên đây. Đủ ăn rồi thôi về. Chống dịch. Chống dịch corona mà cứ kéo lưới đồ ăn cá lồng tông được không? Giờ ta cấm không cho đi chợ nha các bạn. Nên mình đi đồng kiếm cá được rồi. Rồi thôi mẹ này bay các bạn đây nha. 5 lưới, 6 lưới chứ. Gì ngon lắm rồi còn nữa mày. Về lặt khùng luôn á. Ai cầm xe cơ? Ấy đi quấn lại. Rồi thôi bay các bạn đây luôn.